thưa quý vị, không thể kể hết những cái thói hư tật xấu và cái sự bất tài của Đặng Lê Nguyên Vũ do nhóm truyền thông ăn tiền của bà Thảo vẽ ra như vậy. Theo tác giả, chốt lại cái câu chuyện mà bản thân như bà Thảo thì là một cái người sắc vẹn, vẹn toàn. Còn chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì như hình nhân yếu thế, kém cỏi và tồi tệ. Theo tác giả, chúng tôi kể ra những cái câu chuyện đó để thấy truyền thông nhà nước Việt Nam nó đã bị chịu chi phối bởi các cái đồng tiền. Người ta có thể đổi trắng thay đen, viết giả thành thật, viết thật thành giả. Thậm chí cái bọn truyền thông làm tiền này nó còn ca ngợi bà Hoàng Lê Diệp Thảo lên tận mây. Theo đó, trước đó không có một nhà báo nào nhận được một cái sự gật đầu từ người đàn bà đẹp có tên là Hoàng Lê Diệp Thảo. Trong khi tác giả Nguyễn Như Mai tố cáo cho biết những cái người trong làng báo Việt Nam ai ai cũng đều biết chân tơ kẽ tóc rằng trước đó bà Hoàng Lê Diệp Thảo cũng như ekip truyền thông này đã đi gặp rất nhiều tờ báo để vận động, và khi ngồi lại với nhau thì họ mới vỡ lẽ ra rằng cái chuyện tưởng như chỉ mình được nghe hóa ra ai ai cũng biết, được kể nhiều lần với rất nhiều tờ báo khác nhau. Một cái vấn đề kỳ lạ đó là nó chính xác đến từng mm như một cái kịch bản vạch sẵn, chỗ nào ngắt, chỗ nào khóc, chỗ nào nghẹn ngào, rồi chỗ nào rút khăn ra lau mắt, chỗ nào nói câu gì, nó giống nhau đến từng mm. Kèm theo các cái bài báo nói về bà Thảo là những cái tấm ảnh trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, cầm những cái quyển sách cố ý phô rõ cái bìa năng đoạn kim cương là tên của một cái bộ kinh Phật giáo cổ. Điều đó nó cho thấy mọi thứ giả đến không thể giả hơn được. Và chính do những cái ẩm ý đó nên dân tình mới biết về doanh nghiệp của bà Thảo. Vì về kinh doanh, bà Thảo không thể so sánh với những cái hoạt động của các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến sản xuất cà phê. Họ là những cái doanh nghiệp có thực lực mạnh mẽ, tiếng tăm tốt đẹp trên thị trường xuất khẩu, và họ đã thực hiện một cái cuộc thay đổi tác động tới cuộc sống của người nông dân cũng như nền công nghiệp cà phê của Việt Nam. Đó là lý do tác giả Nguyễn Như Mai đặt ra một cái câu hỏi tại sao người ta lại sử dụng hình ảnh của bà Hoàng Lê Diệp Thảo chiếm trọn bìa báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh với lý do gì. Không nói ra thì chắc ai cũng biết đó là bà Hoàng Lê Diệp Thảo đã chi một cái khoản tiền cực khủng mà người trong nghề báo gọi là trả tiền mua bìa. Và thưa quý vị, trên tờ bìa của báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có một cái nhân vật thứ hai được đặt trang trọng nhất, đó là ông Trịnh Văn Quyết, hay có một cái biệt danh là Quyết Còi. Và nhiều quý vị đã biết tại sao Trịnh Văn Quyết vừa gây ra một cái vụ bê bối trong việc bán lậu 75 triệu cổ phiếu mà lại người ta đặt trang trọng lên một cái tờ báo Xuân như vậy. Đó là một cái điều mà dư luận xã hội cho rằng hết sức phản cảm, và nó là một cái bằng chứng không thể rõ ràng hơn về cái việc Quyết Còi đã chịu chi một cái khoản chi phí thậm chí hàng chục tỷ để PR cho bản thân mình. Theo tác giả Nguyễn Như Mai, một cái điều đặc biệt mỉa mai là chính báo Quốc Pháp Luật Xuân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra hình ảnh ca ngợi đối với Trịnh Văn Quyết, vậy mà ngày 13 tháng 1, tức là cách đây chưa đầy một tuần, cũng chính báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có một cái bài phê phán hành vi bán lậu cổ phiếu của đại gia Trịnh Văn Quyết, thậm chí lời lẽ rất quyết liệt và đưa ra những cái bằng chứng hết sức cặn kẽ. Vậy mà thưa quý vị, tại sao song song cùng một cái thời điểm đó thì báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu vẫn cho phép nhận quảng cáo mua bìa báo Tết của Trịnh Văn Quyết, thậm chí bên trong còn có cái bài với những cái tuyên bố hùng hồn được cho là kêu như đại bác khi Trịnh Văn Quyết khẳng định rằng tôi nghĩ lớn chứ tôi không nói lớn. Và thưa quý vị, không cần tới cái scandal bán chui cổ phiếu thì người dân Việt Nam cũng rõ bản chất của Trịnh Văn Quyết thực tế là một cái tỷ phú ủy thác và thích nổ. Đó là lý do dư luận xã hội cho rằng những cái phát ngôn vừa kể hay tương tự của Trịnh Văn Quyết nghe đến phi cười và chối tài, và người ta nói càng phi cười hơn với cái sự bán thân lấy tiền tự vả vào miệng mình của ban lãnh đạo tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, một cái nhân vật thứ ba đó là tập đoàn VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
cũng được Hân Hạnh đưa lên trang nhất. Theo tác giả, người làm truyền thông Việt Nam họ đều biết cái bộ máy quét tìm của Vingroup, họ làm những cái việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần một cái thông tin bất lợi cho Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng lan truyền thì lập tức họ yêu cầu ban tuyên giáo gỡ xuống, thậm chí xóa, rồi với những cái lời lẽ biện bạch giải thích đủ kiểu, có nghĩa là không gỡ họ sử dụng cả lực lượng công an dọa dẫm. Theo tất cả, với tất cả những sự dựa dẫm ra ngoài, chất lượng hàng hóa của VinFast rất tồi. Khi các nhà báo lên tiếng phê phán thì Vingroup sử dụng ban tuyên giáo trung ương như một cái công cụ để có thể áp đặt. Vậy mà tại sao trên trang nhất của báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, VinFast đường đường lên bìa? Theo tác giả Nguyễn Như Mai, các cái thông điệp ngoài bìa báo mở đường cho bên trong chạy các cái bài báo dài, chiếm cả một cái trang A3, nhưng rặt một cái giọng quảng cáo lời nhát. Theo tác giả, thôi thu tiền để viết bài lăng xê, nhưng cũng phải có tí tự trọng nếu còn sót lại của người làm báo. Đằng này tất cả 4 bài báo mua bài của Thảo Cà Phê Kỳ, của Trịnh Văn Quyết, Phạm Nhật Vượng cũng như Sun Group, họ đều bê nguyên từ các cái thông cáo báo chí của các cái doanh nghiệp vừa kể, toàn những lời quảng cáo và tự khen trùng trùng, hoàn toàn sáo rỗng mà chẳng hề có những cái thông tin mới, chẳng có những câu chuyện nào gây ấn tượng cho người làm kinh doanh trong một cái năm gian khó, chẳng hề có những cái câu hỏi sâu sắc đặt trúng những cái vấn đề mà người đọc muốn hỏi, hay nói đúng hơn, những người làm báo của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh họ không biết sử dụng chất xám hay sự thú vị của bản thân mình, mà lẽ ra các nhà báo đặt bút viết bài phải có. Xấu hổ thay cho một tờ báo mà tiêu chí trách nhiệm tuyên truyền và thượng tôn pháp luật như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh mà vì tiền dám thượng cả những nhân vật vi phạm pháp luật dài dẳng trắng trợn lên bìa báo. Bìa báo chính là cái bàn thờ của mỗi tờ báo, là nơi thể hiện chính kiến, quan điểm của mỗi tờ báo đối với các vấn đề xã hội, đối với công chúng. Dẫu cả làm báo đều biết, từ nhiều năm nay báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống dốc cực độ, đời sống nhân viên phóng viên rất thảm, cho nên có lẽ tổng biên tập báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tranh thủ cơ hội với một cái quan điểm là kiếm tiền nuôi nấng cái Tết cho anh em trong cơ quan. Song dù đi thế nào đi chăng nữa thì những người lãnh đạo báo chí phải có trách nhiệm với dư luận, với bạn đọc, chứ không thể bán rẻ sự tư trọng của mình đi chờ chẽn đặt lên cái bàn thờ của nhà mình những cái hình ảnh xấu xa ghê tởm như vậy. Và tác giả Nguyễn Như Mai đặt một câu hỏi là hay là đây mới chính là tôn chỉ và mục đích của những người lãnh đạo báo chí Việt Nam hiện nay hay sao? Thưa quý vị, nói tóm lại tại sao các nhà tư bản đỏ này họ dựa vào thế lực nào mà nghiêng nhiên vi phạm pháp luật, thậm chí phá vỡ môi trường kinh doanh ở Việt Nam như vậy? Và tại sao ban tuyên giáo trung ương nghĩ gì về những cái bài báo được đăng trong nội dung của báo Xuân Pháp Luật, đặc biệt là trên trang bìa? Tại sao ban tuyên giáo không có những cái vấn đề tuyết còi? Và nếu để những cái tình trạng này xảy ra tiếp tục thì rõ ràng các cái đại gia ở Việt Nam họ sẽ tiếp tục coi trời bằng vùng, coi pháp luật như mớ giấy lộn. Và đó là lý do dư luận xã hội cho rằng với cái kiểu kinh doanh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó có lợi cho những cái con buôn như Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng vân vân và vân vân. Và những cái kẻ này họ lợi dụng ỷ thế vào những cái thế lực chống lưng đằng sau, đó là những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Và trong cái nền kinh tế tư bản hoang dã hiện nay ở Việt Nam thì rõ ràng một cái điều không thể chối bỏ, đó là những cái tài đầu nậu kinh tế có quyền lợi gắn liền với các thế lực chính trị, và tiền bạc đối với họ mất đi không thành vấn đề. Vì như Phạm Nhật Vượng đã nói, thua cú này bày cú khác, thậm chí mất chỗ nọ bỏ chỗ kia thì lại còn được lợi hơn. Những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng ở Việt Nam hiện nay, từ đảng bước qua nhà nước rồi đi vào trong các cái công ty, trong các trường học, trong các bệnh viện, và thế lực của đảng bao trùm lên mọi lĩnh vực kinh doanh mờ ám, và luôn luôn có những cái đồng chí vô sản
chống lưng cho các thế lực mafia đỏ ở Việt Nam hiện nay. Chính vì thế mà ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục đốt rò từ năm này qua năm khác mà tham nhũng ở Việt Nam chẳng những không giảm mà nó còn tăng mạnh, sống mạnh và sống bền bất chấp những cái nỗ lực chống tham nhũng của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao người ta nói Phạm Nhật Vượng, Vingroup hay tất cả những cái tập đoàn sân sau của các cái lãnh đạo Việt Nam là những cái kẻ tội đồ không mang lại lợi ích cho quốc gia cũng như dân tộc Việt Nam. Tại sao lại nói như vậy? Như quý vị đã biết, chính quyền Việt Nam đã hy sinh rất nhiều lợi ích của đất nước để tạo điều kiện ưu đãi cho các cái tập đoàn tư nhân phát triển, và điều đó đã tạo ra rất nhiều tỷ phú đô la ở Việt Nam. Xong, đến nay người ta đã phải đối diện với một cái câu hỏi cần phải trả lời, đó là nếu các cái tập đoàn này họ chuyển công ty ra nước ngoài thì cái mối quan hệ đó nó sẽ xảy ra sao? Ví dụ như cái trường hợp tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thực ra thưa quý vị, ít người hiểu rằng Phạm Nhật Vượng đã thành lập một cái công ty ở Singapore từ ngày 19 tháng 1 năm 2015 và mới đây đổi thành VinFast Singapore. Được biết VinFast Singapore có số đăng ký kinh doanh 20150187 4G, có trụ sở tại một cái tòa nhà số 206 Depot Road, Singapore. Và như quý vị đã biết, mới đây tập đoàn Vingroup đã quyết định chuyển dịch một cái số vốn lớn của Vingroup bao gồm 12.425.941 cổ phần, và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam đã chuyển nhượng 8.074.059 cổ phần sang công ty Singapore để chuẩn bị cho cái vấn đề bán cổ phiếu cho công chúng, để chúng ta biết dưới danh nghĩa IPO tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo giới phân tích, đó là những bước đi rất nguy hiểm và có tác động tiêu cực lớn hơn những cái điều mà chúng ta tưởng. Bởi cái lý do đó là các hành vi chuyển nhượng cũng như sở hữu lợi nhuận có được là do nhà nước Việt Nam tạo điều kiện để cho VinFast khai thác quyền sở hữu của toàn dân, tức là sở hữu đất đai, thì rồi VinFast thâu tóm những lợi nhuận rất lớn rồi chuyển ra nước ngoài. Và thưa quý vị, không chỉ dành riêng cho VinFast mà rồi tới đây các tỷ phú đô la khác ở Việt Nam sẽ theo bước Phạm Nhật Vượng như Sun Group, Masan hoặc Vietjet. Họ sẽ tiến hành những cái việc đưa các cái khoản đầu tư cũng như cổ phần thành lập các cái công ty ở nước ngoài. Và thưa quý vị, chúng tôi tin rằng những cái điều đó họ đã tiến hành, vấn đề là họ chưa công khai mà thôi. Thưa quý vị, các nhà tư bản người ta kinh doanh, người ta có nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng cái việc người ta sử dụng các cái công ty bình phong với những cái mục đích được cho là không trong sáng để họ tiến hành các cái vụ thâu tóm hay chuyển đổi cũng như phát hành các cái trái phiếu ra công chúng IPO là những cái thủ đoạn làm giàu của họ. Và như quý vị đã biết, các nhà tư bản thường lợi dụng các cái thiên đường thuế để thành lập các công ty để hưởng các cái vấn đề ưu đãi. Song một cái nguyên nhân chính, đặc biệt đối với Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, các cái tỷ phú người ta phải chuyển tài sản ra nước ngoài để tránh thuế, nhưng một cái điều quan trọng hơn là tránh rủi ro, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Như quý vị đã biết, chính quyền Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đã tiến hành tạo những cái sức ép buộc những cái tỷ phú ở Trung Quốc phải chia sẻ những lợi nhuận với nhà nước và những người nghèo. Và ở Việt Nam, như quý vị biết, mới đây một cái động thái mới nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định đưa các cái quy định về đấu giá đất áp dụng ở Việt Nam. Đó là những cái chỉ dấu bước đầu cho thấy chính quyền Việt Nam sẽ áp dụng các cái bài bản và cách đối xử như đối với những cái tỷ phú ở Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, cho đến nay có lẽ người ta đã rút ra một cái bài học và nhìn nhận rõ hơn bản chất của Phạm Nhật Vượng. Và nếu chúng ta khẳng định rằng Phạm Nhật Vượng thực chất là một cái kẻ lừa đảo thì có lẽ cũng không quá. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vượng lừa đảo được là do sự tiếp tay của các nhà lãnh đạo Việt Nam, và Phạm Nhật Vượng
cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam đã lừa nhân dân. Và thưa quý vị, ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã sớm phát hiện ra các cái thủ đoạn làm giàu mà các nhà tư bản được cái sự chống lưng của một số nhóm lợi ích và các thế lực chính trị, nên họ đã tận dụng được các cái cơ hội bất bình đẳng trong việc tiếp cận các cái nguồn lực lâu dài, đặc biệt là cái vấn đề đất đai. Và các cái tỷ phú đã nhanh chóng trở nên giàu có. Sau đó họ đã tìm kiếm cái sự ổn định ngược lại ở các cái quốc gia khác mà nó ổn định và phát triển hơn. Đó là lý do tại sao VinFast đã chọn Singapore là một cái địa chỉ để dịch chuyển đầu tư của mình. Và thưa quý vị, tập đoàn VinFast cũng như nhãn hiệu ô tô VinFast sẽ không còn là nhãn hiệu của Việt Nam, mà nó là một sản phẩm của nhà đầu tư Singapore vào Việt Nam. VinFast lựa chọn Singapore bởi vì ở nơi đó có cái hệ thống pháp lý ổn định hơn, thuế thấp hơn. Như quý vị đã biết, thuế thu nhập của doanh nghiệp Singapore là 17%, còn ở Việt Nam là 22%. Hay như thuế thu nhập cá nhân ở Singapore ở dao động ở cái mức 0-20%, trong khi ở Việit Nam là từ 5-35%. Đó là lý do Phạm Nhật Vượng đã lựa chọn Singapore làm một cái nơi hạ cánh cho doanh nghiệp của mình. Đó là những cái biện pháp tổng tán tài sản ra khỏi Việt Nam. Một cái điều đáng nói hơn đó là những ưu đãi của nhà nước sau khi VinFast chuyển sang Singapore, nó trở thành sở hữu của VinFast. Và thưa quý vị, tài nguyên của đất nước đã bị một cái nhóm người thông lưng với Phạm Nhật Vượng để biến thành tài sản của cá nhân họ. Và thưa quý vị, trở lại cái câu hỏi Phạm Nhật Vượng và VinGroup, họ là những cá nhân và tổ chức tài trí hay tội đồ? Thưa quý vị, phải nói rõ đây là một cái bài viết từ năm 2016. Và khi chúng tôi nêu các cái vấn đề thì gặp phải những cái phản ứng dữ dội của đa số người Việt Nam. Bởi khi đó, người ta vẫn ngây ngất với Phạm Nhật Vượng và tập đoàn VinGroup. Người ta vẫn nghĩ rằng Phạm Nhật Vượng và VinGroup sẽ mở một cái trang mới cho kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích, nếu chỉ đánh giá Phạm Nhật Vượng và VinGroup về những cái phát vọng kinh doanh làm giàu hay sự nổi tiếng của họ thì không có gì đáng nói cả. Và cũng sẽ giống như sự ra đời và phát triển của các cái doanh nghiệp khác ở Việt Nam. Người ta có những cái thành công cũng như các cái thất bại, tức là có những cái sự thăng trầm ở những cái giai đoạn khác nhau. Như thưa quý vị, hiện nay sau hơn 20 năm, Phạm Nhật Vượng quay về Việt Nam kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp của họ đạt tới một cái quy mô mà Phạm Nhật Vượng khi rời Ukraine về Việt Nam vọt vẹn trong tay chỉ có 150 triệu đô la. Và cho đến nay, như quý vị đã biết, Phạm Nhật Vượng đã sở hữu một cái khối tài sản cỡ 90 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nói về cái hoạt động kinh doanh của Phạm Nhật Vượng thời ở Ukraine, tức Liên Xô cũ, nó cũng có rất nhiều những cái vấn đề thăng trầm. Phạm Nhật Vượng nhiều khi trong tay không còn một xu. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vượng là một người có bản lĩnh và có một tham vọng làm giàu rất lớn. Và Phạm Nhật Vượng đã thành công trong cái việc sản xuất Mivina, tức là một cái nhãn hiệu mì ăn liền ở Ukraine và sau đó xuất khẩu sang các nước ở Đông Âu. Và thưa quý vị được biết, Phạm Nhật Vượng đã thu gom được một khoản tiền khoảng 150 triệu đô la. Và phải nói rõ, trong số 150 triệu đô la này, có nhiều khoản mà Phạm Nhật Vượng đã giật của các cái bạn bè kinh doanh ở Nga. Và thưa quý vị, khi Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam với cái sự chống lưng và với một cái tài năng cũng như các cái kinh nghiệm của cái việc chuyển đổi cổ phần hóa ở nước Nga, Phạm Nhật Vượng đã học được rất nhiều bài học. Và đó là lý do Phạm Nhật Vượng cũng như các cái tỷ phú Đông Âu đã thành công. Và thưa quý vị, có một giai đoạn người Việt Nam cũng như lãnh đạo Việt Nam đã ngất người về những cái thành tích mà người ta cho rằng Phạm Nhật Vượng làm được những cái điều mà từ trước đến nay không ai làm được. Tuy nhiên cho đến nay, thưa quý vị, Phạm Nhật Vượng làm được gì? Thì rõ ràng ai ai cũng biết Phạm Nhật Vượng sản xuất đa ngành. Bất kỳ một cái vấn đề gì thì người ta cũng thấy Phạm Nhật Vượng đưa vào sản xuất kinh doanh.
Ví dụ như sản xuất smartphone, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục, vân vân và vân vân. Mà thực chất đến bây giờ ai cũng rõ Phạm Nhật Vượng không làm được bất kỳ một cái gì cả. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì tất cả các kinh doanh của Phạm Nhật Vượng sau một thời gian thì thua lỗ và đóng cửa. Nhưng thưa quý vị, ít ai biết rằng những cái dự án của Phạm Nhật Vượng đưa ra để xin đất dưới cái danh nghĩa đầu tư nhà máy và các cái cơ sở phụ trợ. Và thưa quý vị, người ta đặt một cái câu hỏi: khi Phạm Nhật Vượng kinh doanh thì xin đất, thế khi đóng cửa kinh doanh do thất bại thì cái số đất đó đi đâu? Và thưa quý vị, câu trả lời thì quý vị đã biết. Nó đã được chuyển nhượng và biến thành đất để kinh doanh bất động sản, phân lô bán nền. Trong bài nói chuyện trước đây chúng tôi có đề cập tới một cái thương vụ mà chính quyền Việt Nam cho phép Phạm Nhật Vượng thâu tóm khu đất ở cả Ba Son với cái diện tích 24 hectare. Và Phạm Nhật Vượng chỉ một cái thương vụ trong cái thời gian ngắn ngủi đã được hưởng lợi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Và thưa quý vị, có bao nhiêu các cái công trình mà Phạm Nhật Vượng thâu tóm các nhà máy của nhà nước ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng. Và thưa quý vị, một thương vụ hưởng lợi 2 tỷ đồng thì biết bao nhiêu thương vụ. Điều đó nó cho thấy ngoài cái sự kinh doanh lỗ lã phần lớn của Phạm Nhật Vượng thì Phạm Nhật Vượng vẫn tích lũy được những cái khoản tài sản theo công bố là 9 tới 10 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Và thưa quý vị, thực chất Vingroup lớn so với Việt Nam, còn so với các cái tập đoàn kinh doanh đa ngành quốc tế thì quý vị đã thấy Vingroup chỉ bằng 1/6 của cái tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc cách đây gần 20 năm. Trước khi Daewoo Hàn Quốc sụp đổ thì có một cái tài sản khoảng 15 tỷ đô la. Vậy mà khi đó Daewoo của Hàn Quốc vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều các cái tập đoàn đa quốc gia khác ở Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng là ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup đã sản xuất gì, buôn bán gì, đang sản xuất gì. Và rõ ràng tất cả những cái việc Vingroup cũng như Phạm Nhật Vượng làm nó chỉ là những cái trò che mắt thiên hạ để hợp pháp hóa cái việc mà chính quyền Việt Nam cấp đất cho Phạm Nhật Vượng. Như quý vị đã biết, Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam bắt đầu phát triển bằng cái việc lợi dụng cái mối quan hệ với các cơ quan chức để phát triển trong cái lĩnh vực bất động sản. Khi đó Phạm Nhật Vượng đã lợi dụng cái chủ trương cổ phần hóa các cái doanh nghiệp, đặc biệt các cái nhà máy ở thủ đô Hà Nội, để biến những cái miếng đất vàng đó thuộc sở hữu nhà nước trở thành cá nhân mình với một chi phí gần như cho không. Và thưa quý vị, thông qua cái hình thức Phạm Nhật Vượng ngấm ngầm liên kết với các quan chức cao cấp, kết hợp với công an, quân đội để tiến hành cưỡng chế, cướp đất đai của người dân, để rồi Phạm Nhật Vượng có một kho quý đất để làm giàu trên sự oan ức của người Việt Nam. Tuy nhiên Phạm Nhật Vượng đã bỏ ra một cái khối tiền khổng lồ để thao túng truyền thông, và trong mắt của người dân Việt Nam, những cái người không có điều kiện tiếp cận với sự thật thì luôn luôn coi Phạm Nhật Vượng và Vingroup là những cái thần tượng của họ. Tuy nhiên nếu quý vị hiểu rằng Phạm Nhật Vượng không làm, không phát triển doanh nghiệp dựa trên trí tuệ để tạo ra các cái giá trị thặng dư cho quốc gia như các cái công ty Apple, Microsoft hay Facebook, mà Phạm Nhật Vượng làm giàu dựa trên sự tham nhũng của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, mà có rất nhiều những cái lỗ hổng của thể chế chính trị tạo điều kiện cho Phạm Nhật Vượng làm giàu và chia sẻ cho các cái quan chức cao cấp. Đó là lý do theo giới phân tích Phạm Nhật Vượng chả có cái tài năng gì, chỉ có tài năng lừa. Tuy nhiên cái lừa của Phạm Nhật Vượng như chúng tôi nói với quý vị đó là được một cái sự tòa đặt thông đồng của các lãnh đạo Việt Nam. Đó là lý do người ta nói Phạm Nhật Vượng chỉ làm cái loại trục lợi làm giàu trên nguồn tài nguyên đất đai. Và điều đó cho thấy một cái tỷ lệ thuận, đó là quy mô và sự giàu có của Phạm Nhật Vượng tăng lên bao nhiêu thì sự tước đoạt sở hữu đất đai của người dân cũng tăng lên. Và thưa quý vị, Azure với Vingroup của Phạm Nhật Vượng, hàng loạt các tập đoàn kinh doanh bất động sản sử dụng vốn của Trung Quốc kiểu như tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện và đẩy người nông dân vào những tình thế chỉ còn nước tự tử. Những cái điều chúng tôi vừa kể để thấy rằng việc làm giàu của Phạm Nhật Vượng nó làm cái giàu
theo cách ký sinh chứ không sử dụng tài trí. Tuy nhiên, phải thừa nhận một cái điều, với sự xuất hiện của các tỷ phú đô la Việt Nam, nó đã làm thay đổi hình ảnh Việt Nam đẹp hơn ở các cái thành phố. Tuy nhiên, những sự làm giàu của các tỷ phú Việt Nam nó không đi đôi với việc tạo ra các cái giá trị thặng dư cũng như đóng góp vào cân bằng ngân sách cho quốc gia. Như quý vị đã biết, Phạm Nhật Vượng luôn luôn tìm những sản phẩm mới để quảng cáo rồn rèn cho một cái việc sản xuất, ví dụ như trước đây sản xuất điện thoại di động VinSmart, rồi sản xuất ô tô VinFast. Nhưng rõ ràng sản xuất điện thoại smartphone VinSmart thất bại và đắp chiếu. Rồi Phạm Nhật Vượng tiếp tục sản xuất ô tô VinFast động cơ đốt trầm, và như quý vị đã biết, thành phần sản xuất bán ra chỉ đạt một cái hiệu quả khoảng 10%, còn lại 90% thì đắp chiếu. Điều đó cho thấy kinh doanh sản xuất ô tô động cơ đốt trầm VinFast là thất bại. Bây giờ Phạm Nhật Vượng lại mở ra sản xuất ô tô điện. Và thưa quý vị, mới đây nhất, tập đoàn VinGroup đã tổ chức một cái lễ khai trương rùm beng vào ngày 12 tháng 12, một cái nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp cho Phạm Nhật Vượng 20 hectare đất để phục vụ cho cái dự án sản xuất pin điện, pin cho ô tô điện. Nhưng có những nguồn tin cho biết, thực ra Phạm Nhật Vượng xin tới 200 hectare ở khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh để phục vụ cho một cái dự án phiêu lưu. Mà người ta nói sản xuất kinh doanh ô tô điện của Phạm Nhật Vượng chắc chắn sẽ không có lãi và không có khả năng cạnh tranh với các cái ông lớn trong ngành sản xuất ô tô nói chung và sản xuất ô tô điện nói riêng. Bởi vì như quý vị đã biết, VinGroup hay VinFast cũng như Phạm Nhật Vượng, tất cả không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là những cái cơ sở lắp ráp. Phạm Nhật Vượng không làm được các chi tiết ô tô phụ trợ mà chỉ đi mua về lắp ráp dán logo lên để làm thương mại. Và thưa quý vị, với những cái quỹ đất mà nhà nước Việt Nam cấp cho VinGroup thì Phạm Nhật Vượng rủng rỉnh số tiền cần chi 1 tỷ, 2 tỷ, thậm chí tới 5 tỷ đô la, Phạm Nhật Vượng vẫn có thể có ở trong tay. Và những cái khoản tiền đó nó xuất phát từ đất đai, từ tài nguyên của đất nước mà các quan chức Việt Nam đã tạo điều kiện cho Phạm Nhật Vượng sở hữu. Vậy mà cho đến nay, thưa quý vị, sau một cái thời gian hơn 20 năm làm giàu, trước những cái động tĩnh liên quan tới cái việc quốc hữu hóa tài sản của các cái tỷ phú ở Trung Quốc, đó là lý do Phạm Nhật Vượng đã lấy cớ sản xuất ô tô điện để mở đường cho một cái công ty VinFast Singapore giúp cho Phạm Nhật Vượng tẩu tán tài sản ra khỏi Việt Nam. Nói tóm lại thưa quý vị, nói một cách ngắn gọn dễ hiểu để cho người Việt Nam, đặc biệt là những người được tiếp cận với ít sự thật, hiểu rằng Phạm Nhật Vượng sau 20 năm thực chất là lấy đất của đất nước, của nhân dân bán đi đưa một cái đống tiền, sau đó phát hành trái phiếu có sự bảo lãnh của chính phủ để có tiềm lực tài chính để có thể nhập tất cả mọi thứ về lắp ráp. Bây giờ người ta nói cho Phạm Nhật Vượng lắp ráp xe tăng, Phạm Nhật Vượng cũng làm được, bởi Phạm Nhật Vượng có trong tay một cái số lượng đô la rất lớn. Và thưa quý vị, nếu chúng ta đặt một cái câu hỏi, Phạm Nhật Vượng và tập đoàn VinGroup đã xuất khẩu được một cái gì để mang ngoại tệ về cho Việt Nam hay chưa, thì rõ ràng hoàn toàn chưa có. Mà Phạm Nhật Vượng lấy tài nguyên của Việt Nam đưa ra nước ngoài, Phạm Nhật Vượng sản xuất điện thoại, sản xuất ô tô vân vân và vân vân, nhưng chưa bao giờ bán được ở trên thị trường quốc tế để thu ngoại tệ, kể cả khu vực Đông Nam Á. Và thưa quý vị, điều đó nó cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đang dùng tiền và quan hệ, sử dụng những cái mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo Việt Nam để bán hàng nội địa, những thứ mà ông ta mang về nhập khẩu với cái giá đắt, thậm chí kinh doanh bán lỗ cho người dân. Và Phạm Nhật Vượng đã lợi dụng những chính sách ưu đãi về thuế mà nhà nước Việt Nam dành cho VinGroup để bán ô tô, bán điện thoại, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng nhập khẩu tại chỗ. Có nghĩa là VinGroup và Phạm Nhật Vượng không làm giàu cho đất nước, thậm chí còn gây những cái thiệt hại
lên tới hàng tỷ đô la. Từ cái quỹ ngoại hối quốc gia mà không thu lại được bất kỳ một cái đồng ngoại tệ nào cho đất nước. Đó là lý do người ta nói Phan Nhật Vượng không phải là một cái người tài năng mà là một cái tội đồ của nhân dân. Thưa quý vị, qua cái vụ việc của Vingroup và Phan Nhật Vượng cho thấy những cái tầm nhìn chiến lược cũng như năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo Việt Nam rất kém cỏi và người ta chỉ nghĩ tới cái việc tư lợi cho cá nhân mình. Nếu như chúng ta so sánh với Hàn Quốc trước đây, thời kỳ của nhà độc tài Park Chung Hee đã tạo ra những cái tập đoàn lớn, những cái chaebol khổng lồ đã đưa Hàn Quốc cất cánh trở thành những cái con hổ của Đông Á. Trong khi đó Vingroup của Phan Nhật Vượng thì làm ngược lại, chỉ sử dụng tiền để đánh bóng hình ảnh và lừa người dân. Và Phan Nhật Vượng đã được sự tiếp tay của các cái quan chức Việt Nam, đặc biệt là truyền thông nhà nước, trở thành các cái công cụ của Phan Nhật Vượng để đánh bóng rè bịch về một cái điều gọi là sự phát triển cũng như sự thịnh vượng của Vingroup. Đó là lý do người ta nói Phan Nhật Vượng không sản xuất được cái gì mang tính trí tuệ. Thậm chí Phan Nhật Vượng còn thuê sang cà phê Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ. Đặng Lê Nguyên Vũ hàng năm có thể mang về cho quốc gia, tức là cho Việt Nam, hàng trăm triệu đô la. Còn Phan Nhật Vượng chỉ mang đô la từ Việt Nam đưa ra nước ngoài. Và thưa quý vị, các cái sản phẩm do Vingroup sản xuất hay lắp ráp càng bán được bao nhiêu, tức là nó đang gián tiếp gây thâm hụt dự trữ ngoại tệ quốc gia, tăng những khoản nợ nần, chứ không có cái ích lợi gì cho đất nước này cả. Tuy nhiên rất nhiều người Việt Nam không nhận ra những cái điều vừa kể, mà lâu nay mỗi khi nói về Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng nói những cái thủ thuật kinh doanh được cho là xấu xí, thì người ta nói do ghen ăn ghét ở, động chạm đến cái hình ảnh của Việt Nam. Và thưa quý vị, đến bây giờ Phạm Nhật Vượng đã bán tống bán tháo để tháo chạy sang Singapore, thì lúc đó mọi người mới mở mắt. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.